Bài này thì chú quý vị hỏi trong bài trong mây là phiêu phiêu mây bạc trắng loài là tại lệnh Ngọc Tòa sai ta xuống trần thấy chú thiết tha gì đâu sắp đến hằng hà lị sơi chừng nào mới đặng thảnh thơi qua năm túc hợi Phật trời định phân. Kính mời chú quý vị ở chiếc máy lên chia sẻ qua vấn đề thứ ba nè. Thầy tức là ông dẫn một thì tôi cũng xin đóng góp cho nó trọn cái ba cái đề hôm nay không có ai chân thì theo bữa nay tôi ôm sô ha. Trong cái bài trong mây tức là nhìn lên trên trời nhìn những đám mây bạc ở trên đó rồi Đức Thầy mới diễn tả cái tâm sự cái tư tưởng của Ngài cho nên Ngài mới nói là phiêu phiêu mây bạc trắng loà tức là đám mây nó đang lơ lửng ở trên không trung lấp lánh ở trên trời. Ấy là tại lệnh Ngọc Tòa Sa Ta thì Ngài nói Ngài xuống trên đây tức là Ngài từ ở trên xuống Phật Thích Ca ngồi tòa ngọc ta nhìn dưng sắc lệnh Ngọc Tòa đền lên cứu sơn trung chịu mạng hay tay thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn khắp ba trái giái truyền khai đạo pháp xuống trần để chấn hưng cái đạo Phật và báo thiên cơ cho biết cái ngày tận diệt của nhân loại sắp đến cái sự lập hội và thượng phạt công bằng nó sẽ xảy ra trên thế gian. Có tu thì mới sống còn được lập hội, nếu mà không tu thì không thể nào tồn tại được. Khi Ngài xuống trần thì thấy thiện nam tín nữ ba tánh vạn dân đang lâm vào cái cảnh khổ. Nhất là qua cái thế giới thứ nhất, ngày 114-18 đã qua xong rồi. Lúc Ngài xuống trần thì năm Kỷ Mão, tức là đầu thế giới thứ hai, ngày 139 tới 45 mới chấm dứt. Cả chục triệu người chết, cả trăm triệu người phải bị khổ sở, vất vả, hoạn nạn, đau thương, thương tích rồi nhà tan cửa nát nát và nó kéo tới đời thế giới thứ ba bùng nổ nữa thì thế giới cửa nhà tan nát cùng xóm làng thưa thớt bệnh hưu bấy lâu nay nuôi dưỡng cho kiêu nay sẽ tận diệt lập đời trở lại khắp lê thứ sẽ biến di thường hải cho nên xuống trần thấy chúng thiết tha ngày rất là đau xót vô cùng với cái lòng từ bi của một đấng giác ngộ vì đau sắp đến hằng ngày lị rơi ngày nói cho nay từ đây cho đến cái ngày chung cuộc là thịt rơi máu đổ nước mắt chan quẩn biển cũng chứa không có đầy được cái khổ sở lắm gọi là cái ngày tận thế nó tới thiên cơ biến đổi can qua ngẫm trong thế giới còn đôi ba phần cho nên ngày mà dục thúc tu mau mau kiếp kiếp chuyên cần chúng sanh còn có lập thân hồi này mà thôi mà cái cảnh khổ này đã tới chừng nào nó mới ngưng chừng nào mới đặng thảnh thơi thì Ngài cho biết là qua năm Tuất Hợi Phật trời định thân thì Ngài cho biết rằng cái ngày thế giới này hòa bình nó trở lại là cái ngày dậu Phật ra đời thế giới bình an ngày dậu rồi Tuất rồi Hợi đó là những năm đó là năm thế giới nó sẽ được hòa bình nhưng mà khi cái can là giáp ất bính đinh mồ kỷ canh tân nhâm quý nó gọi là thập thiên can còn cái chi là tý sửu dần mão thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tức khởi gọi là thập nhị địa chi hai cái này phải ráp chung lại thì mình mới biết xác định nó là cái năm nào cũng như thầy nói năm kỷ mão thì mình mới biết kỷ mão là 1939 trước 1939 60 năm nữa nó có cái kỷ mão và sau 1939 tới 1999 nó mới có cái kỷ mão nữa tức là mình biết được cái can chi thì mình mới biết xác định được cái năm đó là thuộc năm nào. Còn ở đây thầy nói cho biết là qua năm Tuất Hợi chứ cho biết cái chi thôi mà không cho biết cái can. Thành ra cứ 12 năm thì nó có cái Tuất Hợi, 12 năm có cái Tuất Hợi. Mà từ ngày đó thầy mở đạo tới giờ 76 năm rồi thì nó trải qua là ba bốn cái Tuất Hợi lận. Thành ra là mình chỉ biết phân nửa thôi là cái năm thế giới hòa bình đó là cái năm Tuất Hợi. Như năm nay là cái năm mùi thì có thể là Tuất Hợi này trong cái năm mùi này trong cái con giáp này nó sẽ hòa bình nhưng mà cái Tuất Hợi của con giáp này đó, là nó không hòa bình được thì phải 12 năm nữa cứ đấu theo 12 năm vậy nó mới có cái Tuất Hợi vì đây là thiên cơ mà nói dấu mí cho biết phần nữa thôi còn mình tìm là mình tìm cho phải biết Tuất Hợi mà giáp Tuất hay là đinh Tuất hay là về kỹ tuất chẳng hạn thì như vậy mới biết được cái tuất là tuất nào còn cái tuất thời thì nói tổng quát thành ra chúng ta phải mò lần thôi
Nhưng mà mọi lần ở trong cái thế giới, trong cái thời kỳ này, năm nay năm 10, mà nếu thế giới chiến tranh nó bùng nổ dữ dội thì cái tức thời này nó sẽ hòa bình, nó trả lại hòa bình. Còn cái năm 10 này ta thân dậu mà không có cái gì mà xảy ra lớn, bình bình như hồi xưa tới giờ, thì thế giới chưa trở lại hòa bình, nó vẫn còn âm ỉ chờ đến cái ngày chung cuộc. Thành ra là tôi phải hiểu rõ nó. Nhưng mà mình biết chắc là cái năm dậu tức khởi là cái năm thế giới hòa bình. Nhưng mà dậu tức khởi nào thì phải biết cái can của nó nữa đó. Cũng như nói năm 10 mà không có nói là kỹ là ất mùi thì mình đâu có biết cái mùi nào. Nhưng mà nếu nói ất mùi thì biết ất mùi là 2015 là ất mùi. Rồi mà nếu mà nó có ất mùi nữa đó thì nó phải 60 năm nữa nó mới có cái ất mùi nữa, chứ không phải là lúc nào cũng có ất mùi đâu. Nó có gì thấy không, cái năm nó có cái mùi. Còn nói tức khởi thì cũng 12 năm nó có cái tức khởi. Thành ra là đây là cái môn lý số mà tiên tri thiên cơ mình tìm thì mình biết phần nữa là thế giới sau này nó hòa bình vào năm tức khởi. Nhưng mà trong cái con giáp nào thì cái đó mình không có thể xác định 100% được. Cái đó là nó rõ ràng như vậy. Chứ nếu mà ai xác định 100% đó mà cái đó không có thì người ta nói rằng là mò, nói là nó không đúng. Phật trời nói đúng nhưng mà tại vì mình tính không có ra. Là trường sống như bài toán đố, ai biết tại mình đang hướng nhờ. Cho mình biết năm tức hợi thôi, nhưng mà tức hợi nào mà được, giáp hợi hay là ất hợi hay là đinh hợi đó, chứ kỷ hợi. Chứ nếu mà không có cái can làm sao biết cái năm hợi nào hay năm tức nào đó, thì mình chỉ biết là phần nữa đó. Mình khi mình giải thiên cơ cũng vậy, nói gì phần nữa thôi, chắc chắn là cái năm tức hợi là thế giới hòa bình. Nhưng mà tức hợi nào thì phải biết cái can của nó nữa thì mới xác định là nó thuộc cái nào. Cũng như nó năm mẹo mà phải biết mẹo nào. À, kỷ mão thì biết 39, mà nếu không nói kỷ mão nó mẹo thì không biết 12 năm có cái mẹo gì thôi. Ok ha. À, thì đây tôi xin đóng góp cái đề thứ 3 để di chuyển qua diễn ngâm. À, cho bữa nay thì coi không có văn viên với bên tôi, giờ nó cũng là 2:22 sáng rồi. Ok, bây giờ mời Ngọc Diệp lên diễn ngâm đi nha. Ngọc Diệp diễn một đi.